lạy Thầy xin nghe với chút ước mong, xin thương nhân lời. Ngày nào vinh quang tới, giữ chúng con hai bên tạ hữu. Nay đoàn con biết rằng ngày nào sẽ cùng uống chén đắng, con hạnh phúc vĩnh hằng sẽ do ý Chúa Cha ban tặng. Vì con Chúa ngày con sống giữa người trần gian, đã không mong được phàm nhân đến bên phục vụ, nhưng chính Ngài dù là đấng thiên sai quyền linh đã hy sinh dâng mạng sống cứu chuộc chúng sinh, ban muôn phúc vinh. Kìa nhìn xem nhân thế, thấy những ai tay mang quyền hành, họ dùng uy danh tánh bắt chúng dân tuân theo thù lạnh. Con đoàn con khác họ, khi ai đó quyền tô trên dưới thì làm tôi tớ người, gắng kiên nhẫn hiến thân phục vụ. Vì con Chúa ngày con sống giữa người trần gian, đã không mong được phàm nhân đến bên phục vụ, nhưng chính Ngài dù là đấng thiên sai quyền linh đã hy sinh dâng mạng sống cứu chuộc chúng sinh, ban muôn phúc vinh. Đời con theo Chúa, dẫu nắng mưa đã qua bao mùa, mà lòng con vẫn úa, vẫn ước trong vinh hoa trần thế. Mặc dù con biết rằng đi theo Chúa là uống chén đắng, và thập giá sâu nặng mới mong tới phúc vinh vinh. Con Chúa ngày con sống giữa người trần gian, đã không mong được phàm nhân đến bên phục vụ, nhưng chính Ngài dù là đấng thiên sai quyền linh đã hy sinh dâng mạng sống cứu chuộc chúng sinh, ban muôn phúc vinh. Vì con Chúa ngày con sống giữa người trần gian, đã không mong được phàm nhân đến bên phục vụ, nhưng chính Ngài dù là đấng thiên sai quyền linh đã hy sinh dâng mạng sống cứu chuộc chúng sinh, ban muôn phúc vinh.